Cô xin chào tất cả các bạn học sinh lớp 5. Hôm nay cô lại được gặp lại các bạn ở môn toán rồi. Cô chúc các bạn sẽ có một tiết học thú vị và biết thêm nhiều kiến thức mới nha. Ở tiết học này, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập một số dạng toán có lời văn nha. Dạng toán thứ nhất, dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó. Dạng toán thứ hai, dạng toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó. Dạng toán thứ ba, dạng toán rút về đơn vị, toán tỷ lệ. Bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau đến với bài tập đầu tiên. Một lớp học có 28 học sinh, trong đó số em nam bằng 2/5 số em nữ. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu em nữ, bao nhiêu em nam? Để làm được bài tập này, chúng ta phải xác định được đề bài cho mình cái gì và đề bài hỏi mình điều gì. Bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu nha. Đề bài cho mình: một lớp học có 28 học sinh và số em nam bằng 2/5 số em nữ. Các bạn có thể thấy đề bài cho mình tổng số học sinh là 28 nè, và cho mình tỷ số giữa bạn nam và bạn nữ là 2/5. Vậy tỷ số 2/5 cho chúng ta biết điều gì? Tỷ số 2/5 cho chúng ta biết số học sinh nam chiếm 2 phần, còn số học sinh nữ chiếm 5 phần. Đề bài hỏi mình, hỏi lớp học đó có bao nhiêu em nữ, bao nhiêu em nam. Sau khi chúng ta vừa phân tích đề bài xong, chúng ta đã xác định được đây chính là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỷ số của hai số đó. Sau khi chúng ta đã xác định được dạng toán rồi, bây giờ các bạn và cô cùng nhau tóm tắt nhé. Nam chiếm 2 phần, vậy cô sẽ vẽ 2 phần bằng nhau. Nữ chiếm 5 phần, vậy cô sẽ vẽ 5 phần bằng nhau. Cả nam và nữ là 28 em. Đây chính là tổng số học sinh. Hỏi nam bao nhiêu em, nữ bao nhiêu em? Cô và các bạn vừa phân tích và tóm tắt xong bài 1. Chúng ta sẽ cùng nhau giải bài toán này nhé. Chúng ta vừa phân tích và tóm tắt bài 1 rồi. Bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau tiến hành giải bài toán này nhé. Trước khi giải bài toán, cô muốn các bạn nhớ lại các bước mà chúng ta thực hiện dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó. Các bạn đã nhớ ra chưa nè? Đây là các bước mà chúng ta sẽ làm dạng toán này. Bước 1, tìm tổng số phần bằng nhau. Bước 2, tìm giá trị của một phần. Bước 3, tìm hai số theo số phần của từng số. Cô mời các bạn cùng nhau làm bài. Các bạn đã có đáp án chưa? Chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đáp án của mình nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau tìm tổng số phần bằng nhau. Nam 2 phần, nữ 5 phần. Vậy cô sẽ lấy 2 cộng 5 bằng 7 phần. Giá trị của một phần. Chúng ta có tổng cộng 28 em, được chia đều cho 7 phần. Vậy giá trị của một phần cô sẽ lấy tổng là 28 chia cho 7 bằng 4 em. Sau khi chúng ta đã tìm được giá trị của một phần rồi, dựa vào đó chúng ta sẽ tìm được số học sinh nam và số học sinh nữ. Các bạn có thể tìm số học sinh nam trước hay số học sinh nữ trước đều được. Cô Quỳnh sẽ tìm số học sinh nam trước nhé. Giá trị của một phần là 4, học sinh nam có 2 phần. Vậy cô sẽ lấy 4 x 2 bằng 8 em. Số học sinh nữ, giá trị của một phần là 4, nữ có 5 phần. Vậy cô sẽ lấy 4 x 5 bằng 20 em. Ngoài cách này, chúng ta cũng có thể làm cách thứ hai, đó chính là lấy tổng trừ đi số học sinh nam, chúng ta sẽ ra được số học sinh nữ cũng là 20 em.
Đáp số: nam 8 em, nữ 20 em. Cô có lời khen dành cho những bạn nào làm đúng. Bạn nào mình chưa làm đúng thì mình cố gắng hơn ở những bài sau nha. Ở bài 1 này, chúng ta còn có thể giải theo cách thứ hai. Các bạn cùng nhau xem cách cô trình bày nha. Đầu tiên, cô cũng sẽ tìm tổng số phần bằng nhau. Sau khi tính được tổng số phần bằng nhau, cô có thể tìm luôn số học sinh nam hoặc số học sinh nữ bằng cách gộp bút tính giá trị một phần nhân với số phần cần tìm. Vậy, cô sẽ tìm số học sinh nam như sau. 28 chia 7 chính là giá trị của một phần. Nhân với 2, 2 chính là số phần của học sinh nam, bằng 8 em. Tiếp tục để tìm số học sinh nữ, cô sẽ lấy tổng trừ đi số học sinh nam vừa tìm được, bằng 20 em. Đáp số nam 8 em, nữ 20 em. À, đối với dạng toán này, chúng ta có thể giải theo cách 1 hay giải theo cách 2 đều được. Ngoài ra, cô khuyến khích các bạn có thể giải luôn cả hai cách để chúng ta có thể nâng cao kỹ năng tính toán của mình nhé. Để tiếp tục bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với bài tập số 2. Tính chu vi một mảnh đất hình chữ nhật. Biết chiều dài gấp 2 lần chiều rộng và hơn chiều rộng 15m. Cũng tương tự như bài 1, để giải được bài này, chúng ta phải xác định được đề bài cho mình cái gì và đề bài hỏi mình điều gì. Cô và các bạn sẽ cùng nhau xác định nha. À, đề bài cho mình chiều dài gấp 2 lần chiều rộng và chiều dài hơn chiều rộng 15m. Đề bài hỏi mình chu vi của mảnh đất hình chữ nhật đó là bao nhiêu? À, các bạn có thể thấy chiều dài gấp 2 lần chiều rộng, gấp 2 lần chính là tỷ số 2/1. Vậy tỷ số 2/1 cho chúng ta biết điều gì? À, tỷ số 2/1 cho chúng ta biết chiều dài là 2 phần và chiều rộng là 1 phần. Vậy chiều dài hơn chiều rộng 15m là gì? À, chiều dài hơn chiều rộng 15m đó chính là hiệu đó các bạn. Vậy thì qua những dữ liệu mà đề bài cho và chúng ta đã phân tích, chúng ta có thể biết được đây chính là dạng toán tìm hai số khi biết hiệu và tỷ số của hai số đó. Bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau tóm tắt nha. Đầu tiên, cô có chiều rộng. Chiều rộng là 1 phần, vậy cô sẽ vẽ 1 phần. Chiều dài là 2 phần, vậy cô sẽ vẽ 2 phần bằng nhau. Chiều dài hơn chiều rộng 15m. Đề bài hỏi chúng ta chu vi của mảnh đất hình chữ nhật là bao nhiêu mét? Cô và các bạn sẽ cùng nhau giải bài toán này nhé. Bài toán yêu cầu chúng ta tính chu vi mảnh đất hình chữ nhật. Vậy, để tính chu vi hình chữ nhật, chúng ta phải làm như thế nào? Các bạn cùng nhau nhớ lại nhé. À, muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng cùng đơn vị đo rồi nhân cho 2. Trên màn hình của cô là công thức tính chu vi hình chữ nhật cùng với phần chú giải các ký hiệu trong công thức đó. Vậy để tính được chu vi hình chữ nhật, chúng ta phải biết chiều dài và chiều rộng nè. Trên đề bài, chúng ta cũng đã phân tích rồi. Mình biết được bài toán này là dạng toán tìm hai số khi biết hiệu và tỷ số của hai số đó. Các bước thực hiện dạng toán này cũng tương tự như dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỷ số của hai số đó. Chỉ khác nhau ở bước đầu tiên là chúng ta sẽ tìm hiệu số phần bằng nhau. Vậy, để giải bài toán này, chúng ta cũng sẽ thực hiện theo hai cách giống như bài 1. Bây giờ, cô mời các bạn cùng nhau thi đua, xem ai sẽ giải bài toán này nhanh hơn nhé. Cô khuyến khích các bạn có thể giải luôn cả hai cách cũng được nha. Các bạn đã có đáp án chưa nè? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lần lượt xem hai cách giải của cô nha. Đây là cách trình bày theo cách thứ nhất. Còn đây là cách trình bày theo cách thứ hai. Chu vi của mảnh đất chúng ta cần tìm là 90m. Các bạn có làm đúng không nè?
Cô có lời khen dành cho những bạn làm đúng nha. Tiếp tục với bài tập số 3. Một ô tô cứ đi 100 km thì tiêu thụ hết 12 lít xăng. Nếu ô tô đó đi quãng đường 50 km thì tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng? A. Đề bài cho chúng ta biết cứ 100 km thì tiêu thụ hết 12 lít xăng. Đề bài hỏi chúng ta, vậy nếu ô tô đó đi quãng đường 50 km thì sẽ tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng? Để biết được đây là dạng toán gì, cô và các bạn sẽ cùng nhau tóm tắt nha. Cô có tóm tắt 100 km tiêu thụ 12 lít xăng, 50 km sẽ tiêu thụ bao nhiêu lít xăng? Các bạn cùng nhau quan sát tóm tắt và xác định xem đây là dạng toán gì. À, sau khi chúng ta đã quan sát tóm tắt rồi, chúng ta có thể xác định được đây chính là dạng toán tỷ lệ. Đối với dạng toán này, chúng ta sẽ có hai cách làm. Cách thứ nhất, ta có thể thực hiện các bước theo cách rút về đơn vị. Cách thứ hai, ta có thể lập tỷ số của hai số. Vậy theo các bạn, dựa vào tóm tắt, ta sẽ lựa chọn cách nào phù hợp? À, dựa vào tóm tắt, chúng ta sẽ giải theo cách lập tỷ số của hai số. Cô trò chúng ta vừa xác định được dạng toán rồi. Bây giờ cô mời các bạn cùng nhau giải bài toán này nhé. Các bạn đã có đáp án chưa? Chúng ta sẽ sửa bài nha. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm số lần 100 km gấp 50 km là bao nhiêu bằng cách lấy 100 chia 50 bằng 2 lần. À, chúng ta có thể thấy 100 giảm đi 2 lần ra được 50 km. Vậy, số lít xăng cần tìm chúng ta cũng sẽ lấy số lít xăng ban đầu là 12 lít xăng giảm đi 2 lần tức là chia 2 thì chúng ta sẽ ra được số lít xăng cần tìm. Số lít xăng ô tô đi 50 km thì tiêu thụ là 12 chia 2 bằng 6 lít xăng. Đáp số 6 lít xăng. Các bạn có làm đúng không nè? Cô có lời khen dành cho những bạn làm đúng nha. Bây giờ, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại các bước thực hiện các dạng toán mà chúng ta đã ôn tập vào ngày hôm nay nha. Dạng toán thứ nhất, dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỷ số của hai số đó. Bước 1, tìm tổng số phần bằng nhau. Bước 2, tìm giá trị của một phần. Bước 3, tìm hai số theo số phần của từng số. Dạng toán thứ hai, dạng toán tìm hai số khi biết hiệu và tỷ số của hai số đó. Bước 1, tìm hiệu số phần bằng nhau. Bước 2, tìm giá trị của một phần. Bước 3, tìm hai số theo số phần của từng số. Dạng toán thứ ba, dạng toán rút về đơn vị, toán tỷ lệ. Chúng ta có thể rút về đơn vị hoặc tính theo tỷ lệ của hai số đó. Các bạn cùng nhau ghi nhớ nhé. Trước khi kết thúc tiết học, cô có một số bài tập dành cho tất cả các bạn. Bài 1. Một đàn gà trung bình cứ 5 ngày ăn hết 120 kg thóc. Hỏi, trong 7 ngày đàn gà đó ăn hết bao nhiêu kg thóc? Bài 2. Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 54 cm. Biết chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật đó. Để làm được các bài tập này, chúng ta cũng sẽ đọc đề thật kỹ. Phân tích xem đề bài cho mình cái gì và hỏi mình điều gì. Sau đó tóm tắt và xác định được dạng toán của bài đó. Cô chúc các bạn sẽ hoàn thành bài tập thật tốt nhé. Tiết học đến đây là kết thúc rồi. Cô cảm ơn các bạn đã cùng với cô đồng hành trong tiết toán ngày hôm nay.
các bạn nhớ hoàn thành bài tập, chụp lại bài của mình và gửi qua Zalo cho cô giáo chủ nhiệm của mình nhé. Thân ái chào tất cả các bạn.